học sinh thân mến. Để chào mừng ngày hội tiến bước lên đoàn và lễ kết nạp đoàn viên ngày hôm nay, em xin được gửi đến với thầy cô cùng toàn thể các bạn một câu chuyện được mang tên Vòng tròn ấy mãi bất tử. Vòng tròn ấy mãi bất tử của con gái liệt sĩ Trần Văn Phương được trích từ quyển sách Hoàng Sa, Trường Sa trong vòng tay Tổ quốc, tập 1, được hai tác giả Hồng Châu, Minh Tân tuyển chọn và giới thiệu, có tên gọi Nơi đầu sóng ngọn gió, sách do nhà xuất bản giáo dục ấn hành tháng 8 năm 2013. Quyển sách này hiện tại đã có mặt tại thư viện, nếu các bạn muốn mượn đọc thì hãy tìm đến cô Yến hoặc là tổ cộng tác viên thư viện để tìm đọc. Và sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Tôi viết những dòng này trong ngày báo Tuổi Trẻ đăng Vòng tròn bất tử giữa bãi gạc ma. Trong vòng tròn bất tử ngày 14 tháng 3 năm 1988 ấy có cả ba tôi, anh hùng Trần Văn Phương, người tôi chưa từng gặp mặt lúc chào đời. Nhưng câu chuyện về ba, về lá cờ chủ quyền mà ba đã quyết tự để bảo vệ, về vòng tròn bất tử giữa của ba và các đồng đội đã đi sâu vào trái tim tôi. Ba như vẫn sống. Ba tôi đã hy sinh trong một trận chiến không cân sức với quân Trung Quốc, kẻ đã rách tâm cướp lấy biển đảo của Tổ quốc. Ngày ba hy sinh, mẹ tôi chỉ mới vỏn vẹn có 22 tuổi xuân, còn tôi lúc ấy chỉ là một giọt máu đỏ hỏn nằm trong bụng mẹ. Có lẽ ba vẫn chưa biết được rằng mẹ đã mang trong bụng giọt máu của ba. Một ngày cuối năm, mẹ sinh tôi ra trong muôn vàn khó khăn, nhưng bà đã vượt qua bằng tình thương vô biên dành cho ba. Những năm tháng ấu thơ, tôi chưa đủ lớn để hiểu được tại sao mình lại không có ba như những bạn khác. Mẹ tôi kể, ngày tôi còn bé, khi các chú các bác ở các cơ quan đến thăm, tôi luôn miệng gọi các chú ấy là ba. Còn thật ra đối với tôi, hình dáng của ba chỉ qua tưởng tượng từ những lời mẹ kể. Ba tôi là một người có vóc dáng cao, to, đẹp trai, và những gì tôi thấy ba trên khung hình đặt ở bàn thờ, đó là tất cả những gì tôi được biết về ba, mơ màng và ít ỏi. Năm tôi lên 4 tuổi, hài cốt của ba được đưa về ở nghĩa trang gần nhà. Ngày nào tôi cũng cùng mẹ chạy sang thắp nhang cho ba. Khi đã lớn hơn, hiểu hơn, thấy bạn bè mình ai cũng có ba mà mình không có, tôi cảm thấy thiếu thốn và ganh tị với bạn bè. Tôi thắc mắc với mẹ: mẹ ơi, tại sao con không có ba? Ba con đâu rồi? Những câu hỏi của tôi khiến mẹ khóc. Mẹ trả lời tôi trong những cơn nức nghẹn ngào: ba con hy sinh rồi. Sự thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần khiến tôi luôn cảm thấy buồn, rồi thấy thương mẹ hơn. Khi ai cũng có người gánh vác mọi công việc nặng nhọc, còn mẹ tôi thì phải làm tất cả, không quản ngại nắng mưa. Khi tôi biết đọc biết viết, mẹ cho tôi xem cuốn nhật ký của ba để lại cùng những lá thư ba gửi về cho mẹ. Trong đó là những dòng cảm xúc của ba, là những tâm tư tình cảm của ba gửi về cho mẹ, là tình yêu thương dành cho người vợ trẻ ở quê nhà, là những lời sau cuối trước lúc nằm lại nơi đảo xa. Tôi đọc và khóc, vì tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại ba bằng xương bằng thịt nữa, mà chỉ qua những tấm hình kia thôi. Khi ấy, đã nhiều lần tôi mong rằng ba tôi chưa hy sinh, mà lại được ai đó cứu sống, giống như trong những bộ phim mà tôi đã từng được xem, rồi vẫn hy vọng một ngày nào đó, ba sẽ trở về với mẹ con tôi trong niềm hạnh phúc. Nhưng, đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ bất tử mà bất kỳ đứa trẻ nào như tôi cũng sẽ mơ. Xin được nối bước cha, ngày làm hồ sơ dự thi đại học. Thú thật, tôi phân vân không biết nên chọn học ngành gì. Tôi thầm ước, giá như có ba ở đây, thì ba sẽ là người hướng dẫn tôi, giúp tôi lựa chọn ngành nghề cho mình. Trong tâm thức, tôi muốn được học vào một trường quân đội để có thể tiếp bước cha tôi. Nhưng thật không may, tôi đã lỡ kỳ sơ tuyển. Rồi tôi cũng chọn được cho mình một trường đại học. Nung nấu quyết tâm thi vào hải quân, khi học xong, tôi đã nộp hồ sơ xin việc ở nơi mà ngày trước ba tôi đã từng công tác. Đơn giản chỉ vì tôi muốn nối bước chân ba tôi, được cống hiến tuổi trẻ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giống như ba
ba tôi đã làm 20 năm về trước. Tôi cũng muốn được một lần bước chân ra Trường Sa để ngắm nhìn những bãi san hô, cả vùng biển, những hòn đảo mà ba tôi và nhiều người khác đã hy sinh xương máu để gìn giữ. Nhờ sự giúp đỡ của bác Nguyễn Đức Vượng, nguyên chính ủy của lữ đoàn 146 vùng 4 hải quân, mà giới thiệu mà tôi đã được nhận vào làm ở Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa. Một năm sau, tôi được chuyển công tác tại lữ đoàn 146, đơn vị của ba tôi. Công việc này đã giúp tôi thực hiện được ước mơ ra Trường Sa, thăm nơi cha mình đã ngã xuống một cách anh dũng. Bây giờ tôi đã là một người lính. Tôi luôn tự hứa với lòng mình rằng sẽ luôn kiên trung, bền lòng, bền chí để xứng đáng với truyền thống anh hùng của cha ông. Phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin ba tôi sẽ luôn ở bên, giúp tôi thực hiện được ước mơ của mình. Điều cuối cùng, đối với tôi và cả chúng ta nữa, vòng tròn người lính bảo vệ Tổ quốc ngày 14 tháng 3 năm 1988 ấy sẽ mãi bất tử. Và sau này, 33 năm sau, khi Trường Sa cần, Tổ quốc cần, chúng ta sẽ sát cánh lại cùng nhau, kết thành một vòng tròn bất tử mới. Kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, lịch sử như một tiếng thở dài của dân tộc. Chiến tranh là một vết thương đau nhói, sâu thẳm trong lòng mỗi người con ở lại. Hơn 30 năm qua đi, đất nước không ngừng đổi mới và phát triển. Đá Gạc Ma vẫn còn đó, nước biển thì vẫn trong veo, nhưng 64 người con anh dũng ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Họ sẽ mãi mãi nằm lại giữa biển khơi để mẹ hiền biển cả ôm ấp họ. Những dòng nước mát lành sẽ xoa dịu linh hồn họ. Qua câu chuyện trên, em luôn tự hứa với lòng mình rằng sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để cống hiến được một phần sức lực của mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, qua câu chuyện trên, em muốn gửi tới toàn trường một thông điệp, đó là người con đất Việt, hãy yêu biển, đảo, chủ quyền của Tổ quốc. Hãy yêu nước bằng một trái tim nóng, cái đầu lạnh và có những hành động thiết thực để bảo vệ biển đảo, chủ quyền của Tổ quốc. Câu chuyện đến đây đã hết rồi. Em xin cảm ơn quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh đã lắng nghe. Cuối cùng, em xin chúc quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh một tuần học và làm việc thật tốt. Em xin trân trọng cảm ơn.